Chào các bạn. Hôm nay là ngày chủ nhật, mùng 8 tháng 5 năm 2022, cũng là ngày mùng 8 tháng 4 năm Nhâm Dần. Tại tổ dân phố Nhập Thành, xã Hồ Cũ, tức là bây giờ là thị trấn Chỗ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, có mừng đại lễ Phật đản, mình lưu một chút làm kỷ niệm. Ngài đã vì lòng thương tưởng chúng sinh, vì sự an lạc, hạnh phúc, giải thoát cho người. Nhân đại lễ này, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho đất nước được thanh bình, dịch bệnh tiêu tan, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. Tất cả những điều nói trên cũng chính là lý do của buổi lễ ngày hôm nay. Thay mặt ban tổ chức, chúng con xin thông qua chương trình của buổi lễ như sau. Một, niệm Phật cầu gia vị. Hai, chào quốc ca đạo ca quốc nhập từ bi quán. Ba, tuyên bố lý do giới thiệu thành phần tham dự. Bốn, tuyên đọc thông điệp Phật đản. Năm, dân phố thôn Nhập Thành. Ông Lê Xuân Lâm, tổ trưởng tổ dân phố thôn Nhập Thành. Cô giáo Đặng Thị Thủy, phó hiệu trưởng trường mầm non thị trấn Chú số 2. Trong mưa giáo trong mỗi dịp cử hành đại lễ Phật đản, Hội đồng chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi thông điệp đến sư tăng ni và Phật tử trong cũng như ngoài nước. Đại lễ Phật đản Phật lịch 2556, Hội đồng chứng minh cũng gửi đến toàn thể tăng ni Phật tử bức thông điệp Phật đản. Ban tổ chức xin công thiệp.